cần thủ nghiệp dư là lên cá rồi đếm tại bến Vân Đồn các cụ nhé. Đấy. Báo cáo cụ là từ đầu hôm nay lại ngồi bờ sông Sài Gòn nhé. Đây, đấy, sông Sài Gòn này, đây, gầm cầu Nguyễn Văn Cử, con lươn này là khá to này các cụ, lươn này là rất là to, bằng cỡ cỏ tay nhá. Con này chắc chắn là 6-7 lạng rồi. Đấy, tôi kéo từ từ lên, cái lưỡi câu của mình có ngạnh, mình không sợ nó chạy đâu, mình cứ kéo từ từ lên thôi. Đấy. Con này lớn này. Báo cáo 500 anh em nhé. Đây con lươn tôi vừa câu được đây. Vừa câu về đây. Mình nó mình trâu như này. Bây giờ tiến hành cho cân thịt nhé. Mình trừ cái bì đi, 65 gram.